kính gương. Lung chi kính Đẹp thế. vâng anh ơi, chưa ngủ rồi. Kính Hôm qua anh mới từ Bắc Ninh về đấy. thế ạ, anh ở đâu mà từ Bắc Ninh Anh Thanh về? Hóa. Anh chỗ là Thanh Hóa, chào 79 đi, chào anh Chu Mất Tân đi, chào anh. Em sinh năm 1985. Uầy, 85 á. Sao thế em, anh tưởng Anh nghĩ em phải 93, 94. Nhìn em thế trẻ. thế em tưởng anh ít tuổi hơn em. Ít tuổi này. Này, ít hơn thật. Đã mọc được tóc đâu mà chả ít hơn này. Thế thế Anh đã mọc được tóc đâu mà chả ít nói chào 79 tình yêu. chưa anh học gần đấy mà cũng học gần bên Bắc Ninh luôn, anh học trên Thái. Quân Vũ Duy Tiên, xin chào. Sống về đi. Anh làm nghề gì anh Đây ơi? nha. Nghề người ta ghét nhất đấy. Là nghề gì em không biết, là nghề gì là nghề ghét nhất? Đúng rồi, đồng phạm em mình quan họ.